Xin chào các bạn. Trong video clip này, Nhi sẽ chia sẻ về 4 yếu tố giúp cho chúng ta tập luyện yoga trong dài hạn đạt được sự quân bình về mặt cơ thể vật lý để làm nền tảng cho một cái tinh thần bình an và khỏe mạnh. Theo đó thì để tập yoga lâu dài mà cân bằng được thì chúng ta sẽ lưu tâm tới 4 yếu tố. Thứ nhất là sức mạnh, strength. Thứ hai là sức bền, endurance. Và thứ ba là flexibility, hay còn gọi là sự linh hoạt. Và thứ tư là thăng bằng, balance. Bởi vì yoga là một môn thể thao rất là hay, nó sẽ đồng thời giúp cho chúng ta có khả năng cải thiện đồng thời 4 yếu tố này nếu như mà chúng ta biết cách sắp xếp bài tập một cách khéo léo. Đầu tiên là sức mạnh, strength. Để dễ hiểu, chúng ta có thể hình dung là một người cần phải bưng một cái bình nước 20 lít từ dưới mặt đất bưng lên trên tay và đứng thẳng lên. Thì để làm được điều này, người này cần có sức mạnh của khu vực cơ lõi và sức mạnh của đôi cánh tay. Hoặc là một người đang tập boxing, người nào có sức mạnh của cánh tay mạnh hơn thì sẽ đấm được cái bao cát nó đi ra xa hơn, so với một người có sức mạnh cánh tay yếu hơn thì cái bao cát nó không có được đẩy ra xa nhiều. Để cải thiện yếu tố strength, sức mạnh trong yoga có khá nhiều tư thế. Ví dụ như để làm mạnh cánh tay thì chúng ta có bài tập đẩy cá heo, hoặc là cá sấu, hoặc là plank tấm ván. Để làm mạnh khu vực đùi, cơ đùi trong thì chúng ta có tư thế chiến binh 2. Để làm mạnh strengthen cơ đùi trước và sau thì chúng ta có tư thế hai lần cao. Ngoài yoga ra, để làm tăng cái yếu tố sức mạnh strength thì chúng ta có bộ môn gym. Nó cũng sẽ giúp chúng ta target, tức là hướng vào làm mạnh từng cái nhóm cơ cụ thể. Hoặc là bơi. Bơi bướm thì sẽ giúp chúng ta làm mạnh, strengthen khu vực của cánh tay và vai. Bơi ếch thì làm mạnh vùng tay và khu vực đùi. Hoặc là chạy bộ sẽ giúp làm mạnh, strengthen khu vực đùi. Leo cầu thang cũng vậy. Yếu tố thứ hai mà yoga có thể giúp bạn cải thiện đó chính là sức bền, endurance. Quay trở lại ví dụ một người bưng bình nước 20 lít. Để bưng bình nước từ dưới đất lên, chúng ta cần sức mạnh. Tuy nhiên, để bưng bình nước từ ngoài hẻm đi vào trong cuối hẻm, vào nhà và bưng lên đặt lên trên lầu thì đó chính là sức bền. Nói nôm na, sức bền chính là khả năng duy trì một cái hoạt động nào đó trong thời gian kéo dài. Ví dụ của sức bền trong yoga là các bạn có thể đi được 20 vòng chào mặt trời trở lên chẳng hạn. Ngoài yoga ra, một số các môn thể thao khác cũng giúp cải thiện sức bền. Ví dụ như chạy đường trường, hoặc là leo núi, hoặc là bơi. Bạn có thể bơi khoảng 10 đến 15 đến 20 vòng quanh hồ thì là bạn có sức bền. Còn nếu như bạn chỉ bơi được có 1 đến 2 đến 3 vòng thôi, vòng ngắn, thì đó cũng chỉ là chúng ta đang dừng lại ở việc tập luyện sức mạnh. Sức bền và sức mạnh có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Muốn có sức bền thì trước tiên phải có sức mạnh trước. Tuy nhiên còn cần thêm một yếu tố rất là quan trọng nữa để biến sức mạnh trở thành sức bền, đó chính là khả năng hô hấp, khả năng lấy oxy nhiều và liên tục trong suốt quá trình hoạt động. Ví dụ, bạn có thể bưng được một bình nước 20 lít từ dưới đất lên. Tuy nhiên để bạn đi từ ngoài đầu hẻm mang cái bình nước đó vào trong nhà thì ngoài sức mạnh của đôi tay, bạn còn cần một cái hơi thở sâu và dài giúp bạn lấy đủ oxy trong suốt cái quá trình bưng cái bình nước đó, để mà khi bạn đặt cái bình nước đó vào nhà thì bạn không có bị hụt hơi, không bị say sẩm chóng mặt. Tương tự trong yoga có một thử thách về sức bền khá là nổi tiếng, đó chính là thử thách chào 108 vòng chào mặt trời. Để mà chúng ta có thể chào được 108 vòng chào mặt trời, bên cạnh sức mạnh của cơ bắp đã được xây dựng trước đó thì bạn còn cần khả năng hô hấp, điều khí trong suốt quá trình tập, để mà giúp bạn lấy được nhiều oxy trong suốt quá trình bạn chào 108 vòng chào mặt trời. Để mà khi kết thúc 108 vòng đó, bạn cảm thấy mình chỉ hơi mệt mỏi hoặc là ê ẩm thôi, chứ chúng ta không có bị chóng mặt hoặc là buồn nôn mắt ói.
do thiếu oxy. Và yếu tố thứ ba mà yoga có thể giúp bạn cải thiện được đó chính là sự linh hoạt và dẻo dai, hay còn gọi là flexibility. Ở đây Nhi muốn nói đến cả hai sự linh hoạt dẻo dai, một là của cơ bắp muscles và hai là mobility, cái khả năng biên độ chuyển động của khớp, the range of motion of joints. Đầu tiên là về cơ bắp, các tư thế như là xoạc hoặc là gập trước, ngã sau, vặn xoắn, những tư thế này đều giúp cho chúng ta cải thiện được cái sự linh hoạt, sự dẻo dai của các cái vùng cơ trên cơ thể của mình. Còn nói về khớp thì chúng ta sẽ không có dùng từ là flexibility mà chúng ta sẽ nói về cái biên độ chuyển động của khớp, mobility. Thì mỗi một cái khớp nó đều có những cái biên độ chuyển động riêng, tùy thuộc vào đó là khớp gì và cái phần mạc cơ cũng như là những cái cơ bắp khác bao quanh nó. Riêng về mobility của khớp thì tập yoga sẽ không giúp cho chúng ta thay đổi một cách gọi là ngoạn mục, một cách triệt để hoàn toàn cái mobility của khớp, bởi vì mỗi một cái khớp nó đều có những cái biên độ chuyển động riêng an toàn theo cái cấu trúc xương của mỗi người. Mà trong yoga quan trọng nhất khi tập luyện đó chính là chúng ta hiểu được cái cấu trúc khớp của mình như thế nào để chúng ta chọn cái vùng an toàn khi tập luyện. Chứ nếu như mà về khớp mà chúng ta cứ cố gắng chuyển động vượt quá cái biên độ hoạt động của khớp, the range of motion, thì rất là dễ xảy ra những cái chấn thương hoặc là thoái hóa trong thời gian lâu dài. Ở đây chúng ta sẽ thấy sự dẻo của cơ, sự dẻo của cột sống nó cũng chỉ là một phần rất là nhỏ trong những cái hiệu quả mà yoga có thể mang lại thôi. Nói kỹ hơn một chút, khả năng dẻo dai của cơ bắp phần nào nó sẽ đi ngược lại với các cái bài tập mà làm mạnh strengthen cơ bắp ha. Bởi vì dẻo tức là chúng ta sẽ kéo dài ra, tức là có khả năng kéo dài. Còn làm mạnh là có khả năng co lại để mà chịu lực. Cho nên nếu như mà một người nào đó chỉ thích tập dẻo, tức là chỉ thích kéo giãn ra thôi, thì về lâu dài cơ bắp của người này sẽ bị yếu đi. Và ngược lại, người nào chỉ chuyên tập những cái bài làm mạnh, tức là co cơ nhiều, điển hình trong gym chẳng hạn, thì cái khả năng linh hoạt và đàn hồi của cơ bắp nó cũng sẽ bị giảm lại. Tóm lại, chỉ tập dẻo hoặc là chỉ tập làm mạnh đều là cách tập mất cân bằng, mà tốt nhất thì chúng ta nên quân bình giữa làm dẻo cơ bắp và làm mạnh cơ bắp ha, để cho cơ thể chúng ta có một cái sự cân đối và khí huyết nó có thể lưu thông ở trong cơ thể của mình một cách dễ chịu. Và yếu tố cuối cùng mà yoga có thể giúp bạn cải thiện về mặt cơ thể vật lý đó chính là khả năng giữ thăng bằng, balance. Sự thăng bằng sẽ được cải thiện khi mà chúng ta có đồng thời ba yếu tố trên: sức mạnh, strength, sức bền, endurance, và sự linh hoạt, flexibility. Ngoài ra thì chúng ta còn cần có một hơi thở tốt. Hơi thở tốt nó cũng là nền tảng để chúng ta có được cái sức bền. Yếu tố cuối cùng thêm vào để giúp cho chúng ta có thăng bằng đó chính là sự tập trung của tâm lý. Lúc này tâm trí của chúng ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái việc giữ thăng bằng. Không phải ai có sức mạnh, có sức bền và có sự linh hoạt thì cũng có được cái thăng bằng tốt. Bởi vì trong cái thăng bằng, tâm lý, ánh mắt, cái điểm nhìn của mình, cái sự thư giãn nó đóng vai trò quan trọng để giúp cho chúng ta có thể giữ được cái sự ổn định, vững vàng khi mà chúng ta đặt tay hoặc là đặt một cái bàn chân ở trên sàn. Ví dụ như tư thế chiến binh 3. Để làm được tư thế chiến binh 3, chúng ta cần sức mạnh và sức bền đồng thời của các nhóm cơ lõi, cơ mông, cơ đùi, sự trụ vững của lòng bàn chân và sức mạnh của phần lưng có hơi thở tốt. Và nếu như mà gân kheo của chúng ta có sự căng giãn, flexibility, thì trong tư thế chiến binh 3 chúng ta có thể thẳng chân được.
Tuy nhiên, để làm được tư thế chiến binh ba không chỉ cần những yếu tố đó, chúng ta lại còn cần sự tập trung của não nữa. Lúc này, yếu tố tâm trí bắt đầu phát huy tác dụng rõ ràng hơn. Cải thiện thăng bằng là một ưu điểm rất là nổi bật của yoga, bởi vì không có nhiều môn thể thao có thể có một loạt các cái động tác giúp cho chúng ta cải thiện thăng bằng với nhiều mức độ từ dễ đến khó mà ai cũng có thể làm được. Quay trở về cuộc sống thì khả năng giữ thăng bằng đối với cơ thể vật lý nó cũng từ từ biến thành cái phản xạ, cái khả năng giữ thăng bằng, giữ quân bình trong tâm trí của mình. Đó là một trong những ý nghĩa rất là hay mà yoga mang đến cho cuộc sống của chúng ta. Kết luận ở đây, tập yoga không phải chỉ để hướng đến một tư thế đẹp nào đó hoặc là phải nỗ lực khiến cho cơ thể mình dẻo bằng mọi cách, mà yoga giúp cho chúng ta cân bằng cả về mặt vật lý lẫn tinh thần. Trong đó, cách tập yoga rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta quá chú trọng vào một cái yếu tố nào đó thì chúng ta cũng không có được cái sự cân bằng mà lẽ ra yoga có thể mang lại cho mình. Chúc các bạn tập luyện hiệu quả và ngày càng bình yên hơn trong tập luyện yoga.